quy hoạch sẽ làm khu dân cư đừng ban đầu thì hãy ráng chờ. Đôi mặt tinh thánh lời con thì hãy hiểu đừng gì là ở đây. Mời chị ký tên, rồi chúng tôi sẽ mời chị đi phường làm việc sau. No, không bao giờ kể nào. Nào phải mấy người làm công bộ để ông lộn chạy lờn à? Ở thiếp nhà vừa thôi chứ. Mà đâu ở đó, mấy người như nhỏ mà tốt nè, mà nhiều mà chị á. Đó, họ mê mộng như mấy thớ kia thằng Linh mà lo nè. Ra mấy người chữa xuống lên, bé nè, xuống lên, làm bỏ nè, xuống lên, còn nè, nè, còn gia đình tôi. Thưa chị, chúng tôi không bớt ký ai cả. Chúng tôi đang làm đúng nhiệm vụ của mình. Chị à, những trường hợp như chị vừa nói
anh chị à, anh chị xây dựng nhà mà không xin giấy phép thì căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 5, khoản 3, khoản 7, điều 14, quy định số 91 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực quản lý đất đai thì anh chị có thể sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, một người vi phạm bị khôi phục lại tình trạng đất trước khi vi phạm cũng phải trả lại tất cả những gì. Mày tên đó, tại mà tốt đất mà xây nhỏ là bị phạt. Vâng, chúng ta còn góp công, góp sức xây dựng quê hương mình ngày càng văn minh, giàu đẹp anh chị ạ. Quê hương hồ thông buồn ơi, niềm tin mà soi sáng đàn đàn.
ý là không bị phạt tiền phải không anh chị? Dạ. Được rồi, anh chị hãy ký vào biên bản hiện trường vụ việc đi, chúng tôi sẽ báo cáo về cấp trên xem xét và giải quyết cho anh chị. Dạ, mời anh ký vào đây ạ. Dạ. Dạ, tôi mời chị. Cảm ơn anh. Tôi